chào các bạn đã quay trở lại với kênh Văn Thanh Đức Phim Nói Phúc Nguyễn. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với góc mở hàng tập thứ 11. Và mình đã đọc những comment của video trước thì mình thấy các bạn yêu cầu mình unbox rất là nhiều chiếc lastic. Nhưng mà vì mình định unbox rồi nhưng mà mình kiếm được một chiếc lastic mới. Và hôm nay theo như yêu cầu mình sẽ unbox chiếc panda bông của Apin. Đây, đây chính là chiếc, ở đây chính là version 1, version 1. Và nó cũng có cái hộp nữa các bạn. Nhưng cái hộp nó đã bị gách nát, để mình cho các bạn xem. Đây là cái hộp của nó đã bị gách nát và mình rất là buồn luôn. Nhưng mà ở mặt sau nó thì vẫn có cái logo team nguyên dạng nha. Đây, đây, các bạn có thể thấy. Nhưng mình buồn nhất là cái hộp hồi trước. Nè, ở đây có để là Apin Oxalastic version 1. Ở đây có để tên của 6 thành viên. Và bây giờ mình sẽ tới cái phần lastic. Ơi chết đây. Rồi, đây chính là em panda bông. Giống như là tên của kênh mình là panda đập, và đây là panda bông. Thì mình sẽ bỏ cái, mình sẽ sơ lược nha. Ở đây có một cọng dây strap nữa các bạn. Đây, mình sẽ cho các bạn coi cái cọng dây strap nó có để chữ Apin. Đây, chữ Apin. Ở bên đây không có. Một cái miếng mút nhựa, một cái miếng mút bình thường. Và ở đây chính là một chiếc lastic. Lastic có một em panda mắt gùi rất là to. Một cái nút bấm để chữ Apin. Ok. Và ở đây có để chữ Apin nữa nè các bạn. Xin lỗi các bạn, thì vừa rồi mình phải tra coi lại cái tin nhắn đó. Tại vì bạn có bạn chat với mình á. Rồi giờ mình sẽ quay tiếp tục video. Thì ở đây thì có chữ Apin. Mặt sau không có gì hết. Version 2 mặt sau hình như nó rất là đẹp luôn. À, ở đây có một cái mũi, một hai cái lỗ tai. Và đây là cái thân của nó. Bây giờ mình sẽ vui pin. Ở đây thì mình người ta có cho mình pin sẵn. Nhưng mà tại vì mình thích sử dụng tại vì mình thích sử dụng cái viên pin này hơn các bạn. Bây giờ mình sẽ lắp pin vào. Ok. Và đã một tuần nay mình không quay video thì các bạn cũng đừng có bỏ kênh mình nha. Ok, giờ mình sẽ bật thử đèn cho các bạn xem. Để mình để xa xa ra xíu cái nha. Ok, đây. Rồi. Cái đèn này á, ở ngoài thì nó là màu hồng. Mà tại vì lên video nó bị chói các bạn nên còn màu cam. Đó, rất là đẹp luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ kiếm chỗ nào tối mình sẽ thắp đèn cái nha. Ok các bạn ơi, cộng thêm là do trời đang chuyển mưa nên cái phòng mình rất là tối luôn. Đây bây giờ mình sẽ gắn đi sáp vào cái đèn. Ôi, cộng dây sáp này khó gắn thế. Tại nó bị cong lại nè các bạn. Thôi mình bỏ qua dây sáp một bên. Bây giờ mình sẽ mở đèn lên nha. Wow, bạn có thấy không? Ok, thì nó vẫn rất là đẹp. Ôi trời, cái nút bấm nó bị liệt rồi các bạn. Ok, và cái cây panda bông này khá là xinh luôn á. Bây giờ mình sẽ kiếm chỗ nào tối tối hơn nữa nha. Ok, bây giờ mình sẽ bật đèn lên. Video của mình đến đây là phải kết thúc thôi. Tại vì hôm nay mình lên video mà mình không có biết nói gì hết trơn các bạn. Lại bây giờ mình cũng đang mê em panda này quá nên mình phải đi coi có cái gì không nha. Bây giờ mình sẽ đi chân lên và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.